Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Kenny Milo Tận Hưởng Cuộc Sống của mình ha. Thì mình mới nhận được cái máy gọi là cái máy ép hút chân không, mà hàng được đây là một loại cái máy mà máy nếu mà sử dụng đơn giản thì không cần phải làm chuyên nghiệp nhiều, thì để sử dụng gia đình để hút thực phẩm không thì con này xài ok. Thì hồi nãy mình mới nhận về thì mình thử các kiểu con đại điểu luôn mà không biết cách sử dụng. Nó không phải không biết cách sử dụng mà là nó hút không được. Nó chỉ hàng thì ok rồi, nhưng mà cuối cùng mình mò mẫm một hồi cuối cùng cũng biết cách sử dụng cái con quỷ này. Thì bà này là bà Vacuum Sealer X này. Đây. Đây. Đó, cũng khá là đơn giản thôi. Ở đây nó có nút gọi là nút xả hơi. Còn hai cái nút này là cái nút mà bấm một cái là nó sẽ hút xong nó hàng luôn. Còn cái nút bên dưới là nó chỉ là nút hàng không thôi. Ai cần hàng không thì bấm nút này, bấm giữ nguyên 2-3 giây gì nó đỏ lên một cái là nó bắt đầu nó hàng ha. Thì đơn giản vậy thôi. Thì trong hộp thì nó chỉ có vậy thôi. Nó chỉ có cái máy này với cái nguồn điện với lại một cái cuốn sách quỷ này. Rồi xong. Cơ bản thì hồi mà nãy giờ mình mò mẫm các kiểu người đại điểu cuối cùng cũng biết cách sử dụng rồi. Đây thì mới nãy mình cũng thử các kiểu thì nó cũng ra được vậy nè, hút cũng ngon lành ha. Đây, đó. Đây. Hút cũng ngon lành. Đây, hút thử các kiểu thì nó cũng thấy cũng chắc chắn, cũng ngon đấy. Thì bây giờ mình sẽ chắc có nhiều người cũng về cũng mò mẫm chắc cũng sẽ bỏ cuộc, tại vì mình mò mẫm thằng này cũng hơn tiếng đồng hồ. Đây, ok, bây giờ mình bắt đầu mình chia sẻ cái cách sử dụng của mình cho những ai mà có thể là họ mua về mà họ mò mẫm không ra, họ chỉ dùng để hàng thôi chứ họ không có hút được á. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn ha, mình chia sẻ. Thì cái này họ nói là khi mà dùng xong thì cứ để lại trong này chứ đừng có quăng cái miếng này đi. Mình sau khi mình xài mình cũng để lại trong này. Bên trong cũng khá là hợp, cũng không có gì đặc biệt ha. Đây là cái nút hơi nè, hút nút hơi nè. Hút hơi tất cả nằm trong này luôn nè. Đấy, ok. Giờ mình cắm điện bắt đầu thôi. Đây, sau khi cắm điện thì hai cái đèn sẽ xanh lên thế này ha. Đây. Thì khi mà mình mua cái máy này với giá 155.800 đồng kèm cả phí ship luôn, thì họ có tặng cho mình một 10 cái túi thế này nè. Đây là cái túi mà chiều này nè, chiều rộng là 17 và chiều dài là 25 ha. Đây. Thì cái túi này là túi một mặt nhám và một mặt trơn, thì có vẻ như là cái máy này sử dụng được cái loại túi thế này ha, một mặt nhám và một mặt trơn. Cho nên khi mà mình đặt mua cái túi này, mình có đặt thêm một cái hai cuộn này nữa thì cái kích thước nó sẽ rộng hơn. Mình mua cái loại mà 25 dài 25, nó có nghĩa là rộng 25 mà dài tới 5 mét rồi. Mình mua cuộn thế này thì ưng thế nào, ưng dài, nó dài lắm, dài 5 mét, ưng mình xài tới đâu thì mình cắt ngang cái đó thôi. Đấy, thì mình mua hai cuộn thế này để mình sử dụng nếu mà mình trường hợp mình ấy cho cái đồ, mình sử dụng cho cái đồ nào mà nó dài hơn đó. Nó rộng hơn thì mình sử dụng cái đó. Đây là cái túi họ cho mình ha. Ok, bây giờ bắt đầu thôi. Đây là cái túi họ cho mình. Thì ở đây mình có vài trái ớt thôi. Thì mình ép thử mà mình xài nguyên cái bịch này thì hơi phí quá. Thế nên mình sẽ cắt đôi cái thằng này ra. Sau khi cắt đôi thì cái túi này nó bị lủng hai mặt. Thì giờ mình ép lại. Cái quá trình ép thì nó khá là đơn giản thôi. Như cái máy này bây giờ mình muốn ép thì mình chỉ việc kê vào cái lằn bên dưới này, cái lằn này là lằn nhiệt này, kê vào dưới đây, đưa vào hai cái đầu ngàm thế này này vô đây cho nó giữ lại, sau đó ép xuống, hở ra chút xíu đi cho nó khỏi phí. Đây, bấm nút này giữ nguyên đó, đèn đỏ là bắt đầu nó ép mình chịu khó mình nhấn mạnh chút xíu cho nó ép cho nó chặt. Đến khi nào đèn xanh là ok, dỡ ra. Đây. Bây giờ đã ép xong rồi. Bây giờ mình nó có cái đáy là giờ mình bỏ ớt vào ha. Ok. Thì sau khi mình bỏ ớt ra vào rồi thì lúc đầu mình mới mua máy về, mình để nguyên thế này nè. Đây. Mình đưa vào đây thì nó hút hoài nó hút không được.
do nó bị bít lại thế nào đó mà hút ngoài không được. Để mình thử lại thử nghiệm nha. Mình kê hai cái này, mà kê cái túi và hai cái ngàm này nè, hai cái ngàm nhỏ này nè. Đấy là mình để dưới chút xíu này thôi. Rồi mình đậy lại. Đây. Dài hai cái thằng này lại nè. Sau đó bấm nút nó sẽ hút. Đó, ngon lành. Hút ngon lành luôn. Đến khi mà bây giờ cái hiềm để cái đèn này nè là nó đang hút, đến khi đèn đỏ là mình chịu khó mình nhắn nó xuống cho nó ép, nó ép cho nó nhiều hơn chút xíu. Đó. Rồi xong đèn xanh là ok rồi, mở này ra giật cái nút này cho nó sẽ nó xả hơi và xong, rất là gọn lẹ luôn đấy. Không ha, bây giờ mình thử ở đây mình có một cái túi, mình để bốn cái chanh. Cái túi này là túi 17 nè, 17 25 mà họ cho mình nè. Đấy. Thì khi mà xài thì mình mới nãy mình để cái mặt trơn á, mình để ngửa lên trên thì nó hút không có hiệu quả gì hết. Để mình thử nha, mình thử để cái mặt trơn bên trên nè. Đây. Đây xuống gà hai này lại bắt đầu bấm. Đây nó hút nè. Cũng được ha. Đấy, đấy khi nó hàng nè, chịu khó mình nhắn xuống một cái. Đó, cho nó hàng cho nó kín. Đây, xong. Nhưng mà rõ ràng là nó hút không có kín hơi lắm đúng không? Nhưng mà cũng tạm được ha. Đó, đó là đây là gọi là máy gia đình, mà máy gia đình thì nó không có như cái loại máy hút công nghiệp kia mà nó hút thiệt là mạnh. Những cái máy này thì nó chỉ được như vậy thôi. Chứ nó không có hút gì mạnh thêm được nữa. Để mình cắt ra mình hàn thêm chút xíu nữa coi như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ để cái mặt nhám lên trên và cái mặt trơn xuống dưới. Mặt nhám mình sẽ để lên trên. Thử xem nó hút như thế nào. Gài lại. Ok. Bắt đầu. Đè xuống cho nó hàng lại. Rồi xong. Đây. Rõ ràng khi mà để cái mặt nhám lên trên á, cái lực hút nó hút mạnh hơn nè. Đấy, nó hút mạnh hơn là cái để mặt trơn lên trên. Tại là khi mà hút á, lúc đầu mình cứ để cái mặt trơn lên trên để mình dễ thấy đồ, dễ mình thấy cái đồ mình đựng trong này nè. Thế ra nó hút hoài nó hút không có chặt, mình không có thích. Cuối cùng của mình suy nghĩ sao của mình để cái mặt nhám lên trên thế là nó hút mạnh hơn, độ nó hút rõ ràng, chất lượng luôn ha. Đây, đấy cũng khá là đơn giản sử dụng thôi. Nhưng lúc đầu mua về mình lộng cộng đủ thứ hết, cuối cùng ok xong. Cũng đơn giản ha, máy này nếu mà xài trong gia đình để hút những cái đồ quả, đồ mà đơn giản nhỏ gọn thì ok. Mới nãy mình có thử hút một cái móc bộ quần áo. Đem bộ quần áo mình để đem theo xe đó. Đây cũng khá là cứng luôn. Mình hút bằng cái mặt nhám này nè. Mà để lên trên mà thế là nó cứng nhắc luôn. Đây. Đây đây là cái bọc mà bọc 25 ngang 25 mà dài 5 mét á, mình mua cuộn đó. Đó mình ưng thì mình cắt ra, mình sau đó mình hàn một đầu. Mình hàn là một đầu, sau đó mình bỏ đồ vô mình hàn rồi mình hút chân không thôi. Đó, ngon lành luôn ha. Máy này xài tính là xài cũng được. Ngon, có 150 mấy ngàn xài cũng tuyệt vời rồi, tại vì nhà xài gia đình cũng không có cần gì mua mấy cái loại 1 triệu mấy ha. Mấy trăm ngàn cho 1 triệu mấy thì cũng hơi phí, tại vì thỉnh thoảng mới xài chứ không có xài nhiều. Thành ra như máy này là xài được rồi, xài vậy là được rồi, không cần thiết nhiều ha. Nhớ mà khi mà anh hàng chịu khó mình nhắn nhẹ nhẹ xuống, chứ lúc mà đang hút chân không tuyệt đối đừng có nhắn mạnh nha, nhắn mạnh nó sẽ không có hút.
Đó, mình đè mạnh cái này quá nó sẽ không hút. Chỉ khi nào khi mà hàng á, đèn đỏ hàng lên mình bắt đầu mình nhấn xuống thôi, chứ bình thường mình đừng có nhấn, nhấn là coi như là nó không có hút nha các bạn. Ok, thì máy này tóm lại là máy này với 100 bao ship luôn, 150 156 ngàn đi, thì xài rất là tốt, rất là ok luôn. Tuyệt vời. Nhưng mà nhớ mua thêm hai cái cuộn, hai cuộn này mình dài 5 mét, ngang 25, dài 5 mét, mình mua ship luôn về tới nhà là tổng cộng là 98 ngàn mấy trăm á, tức là 100 ngàn đi. Mà xài 5 mét, dài 5 mét, hai cuộn 10 mét thì xài cũng khá là lâu, khá là nhiều luôn. Tại vì mình sẽ tiết kiệm được đủ thứ, có thể có khi mình sẽ cắt ngang hoặc cắt dọc gì đó. Mình sẽ đựng được những cái bịch nhỏ xíu thế này nè. Đấy. Nhỏ thế này hoặc là nhỏ thế này mình có thể mình siêu hàng lại, rồi mình có thể đựng những túi nhỏ nhỏ thế này vẫn được bình thường ha. Ok, bye bye các bạn. Nếu thấy hay thì vui lòng bấm like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ chia sẻ những cái đơn giản thế này thôi để sử dụng trong gia đình ha. Ok, bye bye. Những ai mà đang phân vân về cái máy này trước khi mình mua, trước khi mua như mình, thì nếu mà coi được video này thì cũng nên mua cái máy này ha. Tại vì giá khá là rẻ luôn. Ok, bye bye.